cần nghe âm thanh là được rồi. Bây giờ tôi ngồi xa cũng được, tôi khúc các bạn cũng được, không vấn đề gì cả. Tôi không nhìn thấy thầy thì cô cũng không sao. Thế sao mà âm thanh của giọng nói đến tai của tôi là ok là được rồi ha. Reading và writing, đọc và viết. Những người này là thích nghiên cứu, đưa tài liệu đọc. Ví dụ như giáo trình dày như thế này thì chắc chắn là về sẽ tìm tòi đọc, còn hỏi thêm giáo trình mới, à tham khảo thế này thế kia nữa, chứ không phải chỉ có học ở trong quyển tập thôi. Rồi writing, bạn cho làm tiểu luận là quá ok, rất thích nghiên cứu, đọc sách và làm tiểu luận là loại như vậy. Chưa đọc được chữ. Kinesthetic, kinesthetic là vận động cơ thể. Cái trường hợp này thì bạn thường gặp ở các sinh viên nghề hơn. Ví dụ như ai dạy nghề để ý không cô? Bạn thấy các trường nghề á, thường là sinh viên rất thích thực hành. Bạn dạy lý thuyết, mà bạn dạy lý thuyết không là bạn có đủ mua cuộn. Nhưng mà bạn phải cho bạn ấy thực hành. Mà bạn cho thực hành thì chắc chắn là nó sẽ tỉnh ngay, rất là thích làm. Ví dụ quan sát thầy cô mua hàng chẳng hạn. Mua hàng thì thầy cô sẽ làm mẫu, à, bạn ấy sẽ quan sát thầy cô làm như thế nào, và bạn cho bạn ấy hàng, bắt đầu là bạn ấy sẽ dùng tất cả những cái kỹ năng của mình mà có được, bạn sẽ tập làm. Làm sau đó là bạn sẽ học được gì thêm đó nữa. Thì thông qua cái việc là vận động cơ thể như vậy bạn học được. Hoặc là đưa cho bạn một cái máy điện tử, kêu là sửa đi, ngồi từ 8 giờ sáng cho đến 8 giờ tối, không sửa xong là không chịu ăn cơm. Có những người như vậy luôn. Điển hình chồng cô ở nhà là phải xong cái đã, phải xong cái chuyện là sửa máy xong cái đã, chứ không thôi là cảm thấy ăn cơm không có ngon nên nó không muốn ăn. Cho nên những người đó là thuộc về cái cách kinesthetic, cách học kinesthetic. Những người đó thì đôi khi họ là biến đọc sách, nhưng mà họ lại có thể làm rất là tốt. Còn có những người thì họ lại đọc rất là tốt nhưng mà họ làm lại không tốt. Có những người như vậy, họ thích làm. Những người là thuộc về có kỹ năng kinesthetic hoặc là có cách học kinesthetic. Sinh viên nghề hay đâu là không tốt. Cô ở bên trường của cô á, hầu như là mỗi năm cô đều khảo sát các bạn ấy. 80% lớp học đã rơi vào kinesthetic rồi. 80% nhân nghề. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có một câu hỏi ra. Cô giả dụ nha, cô giả dụ như lớp của mình có 30 sinh viên, 30 sinh viên, và bạn sẽ khảo sát để xem các bạn ấy có cách học như thế nào. Cô sẽ đưa ra kết quả trước. Cô sẽ không giải thích nguyên nhân tại sao. Sau khi bạn làm xong hết mọi việc rồi, cô sẽ giải thích cho bạn vì sao cô lại đưa ra kết quả như thế này. Cô đảm bảo với bạn là khi cô cho test, bài test này sẽ có đúng 4 cách học. V, A, A và P. Cô đã làm rất nhiều lớp và đều có 4 cách học như thế này. V, A, A và P. Còn lý do tại sao thì cô nói sai. Rồi, câu hỏi cô đặt ra cho bạn nha. Như vậy thì bạn sẽ sử dụng. Cô viết cái này em dưới có thấy không? Thấy không nhỉ? Cái này cô viết cái này. Sử dụng phương pháp hoặc phương tiện hoặc nha, có thì nó không có thôi. Hoặc phương tiện nào? Xin chụp nha. Để tác động vào và giúp sinh viên lĩnh hội tốt. Cô hỏi của cô không?
ta không hiểu không ạ? Ai hiểu câu hỏi của cô? Ai hiểu câu hỏi của cô giơ thẳng tay lên. Thì còn những người không giơ tay là không hiểu á. Từ anh chàng đi ra, từ anh chàng đang ngủ ra. Bạn áo đen có hiểu câu hỏi của cô không? Ok. Chị có hiểu không nhỉ? Chưa nghe rõ nữa. Chị bên này, chị ơi, chị có hiểu câu hỏi của cô không? Chưa nghe rõ. Chưa nghe rõ. Rồi, ráng cố gắng tập trung đây. Những người ngồi xa xa nha, ráng cố gắng tập trung đây. Giờ nói lại từ đầu ha. Lý thuyết này là lý thuyết VAMP test. Có bốn cách học. Biết rồi là nhìn. Học theo kiểu nhìn khó rồi, học theo kiểu nghe. Reading và writing là học theo kiểu đọc và biết. Được chưa? Kinesthetic là học theo kiểu vận động cơ thể. Đọc, xin lỗi, nhìn có nghĩa là sử dụng quan sát trực tiếp bằng mắt. Có thể là học thông qua hình ảnh tốt nè, hoặc là mô hình vật thật nè, hoặc là video clip nè, hoặc là slide cũng được, nhưng mà phải thiết kế theo logic nè. Có thể bản cũng được, nhưng mà phải logic và có màu sắc nè, hoặc là có cái sơ đồ gì đấy. Thì cái người này học rất là tốt, học theo kiểu nhìn rất là ok. Nghe thì người này miễn sao âm thanh tới tai là được rồi. Quốc thầy quốc cô cũng sao. Reading và writing, học kêu kiểu đọc và viết, rất là thích đọc sách, rất là thích làm bài tập, có thể làm tiểu luận rất là tốt, làm nghiên cứu rất tốt. Kinesthetic, vận động cơ thể, là thích được làm và học theo kiểu làm. Ví dụ như giờ cho bạn ấy thực hành cái gì đó mà bạn ấy sẽ làm rất là tốt ha. Thực hành hàng tiện hoặc là thực hành điện tử gì đại loại như thế. Rồi bây giờ xuống đây là câu hỏi của cô. Cô đưa ra một cái tình huống giả dụ ha. Lớp mình có 30 sinh viên. Cô sẽ cho một cái bài test, VAMP test. Và kết quả sẽ đưa ra được là 4 kiểu học VAMP. Cái điều này là chắc chắn. Còn lý do tại sao thì nó sao? Câu hỏi cô đặt ra đó là bạn là giáo viên nè, với tư cách bạn là giáo viên nè, bạn sẽ sử dụng phương pháp, có thể là phương pháp giảng dạy hoặc có thể là phương pháp đánh giá gì đó cũng được, hoặc phương tiện là chỗ nào mà có thể thêm phương tiện vô thì bạn có thêm. Bạn có thể sử dụng phương pháp hoặc phương tiện nào để tác động và giúp cho sinh viên lĩnh hội được bài tốt, mình đúng không? Cái mà bạn đang cần làm cho cô chính là phương pháp và phương tiện, được không ạ? Để tác động vào bốn cái kiểu học này. Như vậy thì cô có một cái yêu cầu là chúng ta sẽ làm việc nhớ. Và bạn cứ ví dụ như cái kiểu học vi bạn có thể liệt kê ra cho cô là có những cái phương pháp phương tiện nào. Cái kiểu học A bạn có những phương pháp phương tiện nào bạn liệt kê ra. Rồi A là phương pháp phương tiện nào hoặc là khi là phương pháp phương tiện nào bạn liệt kê ra cho cô, được không? Ok, rồi chúng ta sẽ làm nhớ và chúng ta sẽ lên thuyết trình. Và khi mà chúng ta liệt kê ra như vậy, chúng ta có thể là